thế khó của sao kết ở tuyển Anh. Dù hợp đồng của huấn luyện viên Gareth sao kết với tuyển Anh kết thúc sau Euro 2024, chiến lược gia người Anh vẫn thừa nhận rằng tương lai sẽ tùy thuộc vào kết quả thi đấu tại World Cup. Đội tuyển Anh đang ở thời điểm thấp nhất trong 6 năm tại vị của sao kết khi không thắng 6 trận gần nhất, chuỗi trận không thắng dài nhất của Tam Sư kể từ năm 1993. Đây là những trận đấu thuộc Nations League trong đó có thất bại nặng nề không, bốn trước Hungary. Tuyển Anh đứng cuối bảng và phải xuống chơi ở nhóm B, bóng đá Anh thiếu người truyền bóng. Tam sư, giống đội bóng đang chịu một loạt vấn đề nghiêm trọng. Đây là sự chuẩn bị không thể tồi hơn cho World Cup. Có quá nhiều sai lầm, từ hệ thống thi đấu đến sự kết nối giữa các cầu thủ. Thứ bóng đá của tuyển Anh đang mất kết nối. Cầu thủ bỡ ngỡ trên sân. Đáng nói, sao Gates không hề thử nghiệm hệ thống nào mới. Đến các cầu thủ cũng không hiểu tại sao họ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Trong 6 năm nắm dẫn dắt tuyển Anh, sao kết nghiêng về lối chơi Super Bowl, một phong cách chơi bóng hy sinh cường độ tấn công để duy trì sự vững chắc ở tuyến sau và kiểm soát ở giữa sân. Yếu tố giúp Bồ Đào Nha và Pháp thành công tại các giải Euro 2016 và World Cup 2018. Đây thật sự là nghịch lý bởi trong tay sao kết có các cầu thủ đủ sức giúp ông thực thi chiến thuật giống những câu lạc bộ hàng đầu Premier League đang chơi, như Đức, Tây Ban Nha, Argentina sử dụng. Lý giải cho việc chọn cách chơi không giống các câu lạc bộ Premier League, sao kết cho rằng bóng đá anh thiếu mẫu tiền vệ truyền bóng giỏi, cầm trịch nhịp độ, phân phối bóng ở giữa sân. Những tiền vệ người anh như Declan Rice, Calvin Phillips, Jude Bellingham, mà sân màu khác với Joshua Kimmich, Sergio Busquets tuyến giữa của các câu lạc bộ Big Six ở Premier League gồm Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United hay Chelsea tràn ngập cầu thủ nước ngoài. Chúng tôi không thể mua, tạo ra ai đó. Chúng tôi phải tận dụng tối đa những cầu thủ vốn có, sao kết giải thích. Đó cũng là nan đề của tất cả huấn luyện viên đội tuyến quốc gia, họ cố gắng áp đặt ý tưởng chiến thuật, trong khi phải thỏa hiệp với những yếu tố không có trong tay bóng đá anh cần chú trọng đến việc sản xuất ra các tiền vệ giỏi. Hệ thống phòng thủ thận trọng. Và sau kết sẽ tiếp tục gắn tam sư với phong cách Super Bowl, sử dụng hệ thống 4 hậu vệ trong sơ đồ 4-3-3 khi gặp các đối thủ nhẹ nhàng ở vòng bảng và bắt đầu phải xoay sang hệ thống 3 trung vệ đầy thận trọng 3-4-3 trong các trận đấu khờ nó trao sau đó. Tại Euro 2020, khi sao kết sử dụng hệ thống ba hậu vệ trong các trận vòng 1 phần 8 gặp Đức và chung kết chạm trán Italy. Hệ thống ba trung vệ thiếu sáng tạo, cơ hội và bàn thắng. Nhưng đổi lại, nó mang đến sự an toàn trong những trận đấu gặp đối thủ ngang tầm. Sử dụng hệ thống 4 hậu vệ, bạn phải có 4 người cực tốt. Nếu không có 4 người tốt, thì hãy sử dụng hệ thống 3 trung vệ, cựu trung vệ tuyển Anh Sông Campbell phân tích. Trong hệ thống bốn người, với tư cách một hậu vệ, bạn sẽ thấy mình khi phải đối mặt với một cầu thủ chạy cánh, lúc phải giải quyết một tiền vệ trung tâm cầm bóng sọc thẳng vào. Hoặc xử lý tình huống trung phong chơi rộng biên. Như vậy, bạn phải giỏi toàn năng, cựu sao tuyển Anh nhấn mạnh. Song Trầm theo cho rằng trong hệ thống ba trung vệ, cầu thủ ở tuyến dưới sẽ có được sự bọc lót từ các đồng đội. Bản năng của sao kết là ông ấy sẽ đi với ba trung vệ vì luôn muốn có sự thoải mái dưới một vỏ bọc chắc chắn. Kembo nói tiếp: Thời của Kembo có nhiều hậu vệ giỏi, đến cả hậu vệ cánh như Ashley Cole, Gary Neville cũng rất chất lượng. Sau muốn có sự an toàn của hệ thống ba trung vệ cũng như sự sáng tạo của hệ thống bốn hậu vệ. Ông thử dung hòa bằng cách đẩy một trong ba trung vệ nhô cao hỗ trợ các đợt tấn công biên, hay đẩy trung vệ lên chiếm lĩnh khoảng không ở giữa sân khi họ đang cầm bóng. Nhưng các ý tưởng này tỏ ra rối rắm đối với cầu thủ. Tam sư khó có thể thực hiện được điều này khi các hậu vệ có tốc độ tốt như Rick James, Kyler Walker gần đây chấn thương. Những tổn thất khác của anh là cầu thủ chạy cánh trái Ben Chilwell và tiền vệ đánh chặn Philip. Thiếu không gian cho sự đột biến. Trung thành với hệ thống, sao sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào nhân sự cũ. Trường hợp của Harry Maguire là ví dụ. Dù phải ngồi ghế dự bị nhiều ở sân Old Trafford, trung vệ 29 tuổi vẫn được tín nhiệm cho một suất đá chính trong đội hình đội tuyến quốc gia. Sean Campbell giải thích về việc này, một tiền đạo dự bị vào sân rồi ghi bàn, và anh ta sẽ đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn kết nối với đội bóng. Nhưng với một trung vệ thì khác, anh ta phải cần thời gian lâu hơn để có sự ăn ý với các trung vệ khác trong việc tìm nhịp điệu chung ra vào bọc lót cho nhau, thời điểm cho các cú tắt bóng. Vậy còn những thay đổi khác để tạo ra sự đột biến trên hàng công? liệu sao kết có dám sử dụng một cầu thủ nhất định vào vai trò khác? Như huấn luyện viên Vincente Del Bosque dùng CESC Farrega ở vị trí trung phong thay cho David Villa bị chấn thương tại Euro 2012, giải đấu Tây Ban Nha vô địch. Pep Guardiola trong nhiều thời điểm ở mùa bóng trước sử dụng Phil Foden hoặc Raheem Sterling cho vị trí trung phong. Guardiola làm được điều đó ở Manchester City vì trong tay ông có tất cả tiền vệ đều biết làm bóng giỏi. Còn Sao Kết thì không có ai. Do đó, Sao Kết vẫn sử dụng nhân sự và hệ thống như tất cả đối thủ của ông đều biết, không có sự bất ngờ. Tại World Cup 2022, Tam sư chỉ hy vọng vào việc các trụ cột như Harry Kane giữ được phong độ tốt và có một vài nhân tố như Foden hay Bukayo Saka đột nhiên bùng nổ.